Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu đồng hồ trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con đồng hồ rất là độc luôn nha quý vị. Đến từ hãng Odeo Pháp. Thì đây là con đồng hồ Odeo mà không gông, không búa nha quý vị, chỉ chạy giờ thôi. Thì con này thích hợp cho những anh em mà thích sưu tầm những con mà nó không có chuông quý vị. Nhiều khi anh em nó đánh nghe đánh chuông nó mệt, nhiều khi ngủ đánh nó giật mình, với lại nhà có trẻ con á, đánh chuông nó cũng không có tốt. Thì đây con này thì với cái thiết kế thùng bè, chiều ngang con này là 40 cm nha quý vị, chiều cao thì khoảng 50 cm ha, ngang 40 cao 50. Dòng audio này thì quá quá ngon rồi. Thì đây sẽ quay bên trong cho quý vị xem ha. Thì những đời này là đều là những đời cổ. Đây là chìa khóa này, 34 trên 10. Đây quý vị, những con ốc này quý vị thấy nè, những con ốc zin của nó còn hết ha. Đây, ốc chích dẹt hết. Thì cái hình máy thì do phải tháo mấy con ốc này ra mới rút ra được, cho nên mà bây giờ em đang quay em không có tháo được, cho nên là em sẽ chụp riêng quý vị, em sẽ chụp riêng rồi em sẽ dán vào cái clip, hoặc là quý vị có thể liên hệ để em gửi ảnh Zalo cho em xem. Thì cái mặt này thì chiều ngang nó khoảng 25 cm nha quý vị, lớn ha, mặt số lớn rất là đẹp luôn nha quý vị. Xin toàn tập audio. Thì những con này thì cực kỳ hiếm nha, 8 gông 8 búa, 6 gông 8 búa gì đó rất nhiều, nhưng mà mấy con không gông này thì nó đặc thù. Dòng audio này, con này thì có mức giá là 4.300.000 quý vị, bao ship toàn quốc quý vị ha, cho một con hỏi audio không gông không búa, chỉ chạy giờ thôi. Đấy, máy 7 ngày nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.